Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì vừa mới bảo trì xong ở bên server Trung Quốc thì không có cái gì mới hết. Nên hôm nay Linh sẽ review cái skin mới của Gardener và accessory của nó luôn. Để bạn nào mà có ý định mua thì xem tham khảo nha. Tuần trước thì nó ra ở bên bản Trung Quốc nhưng mà tại vì Linh không có nạp tiền được nên là Linh không có review cho mọi người xem được. À, tuần này nó về tới bản quốc tế của mình rồi thì Linh cố gắng mua và review sớm nhất cho mọi người. Mong mọi người sẽ thích nha. Bây giờ mình sẽ mua nè. Linh mua cả gói luôn. Hai thứ luôn. Wow. Xuất sắc. Accessory luôn nè. Để coi coi nó như thế nào nha. À, có nhiều bạn hỏi Linh là đổi quần áo như thế nào ở trong phòng. Nè mọi người vào cái gương nè. Self examination nè. Examination. Đây. Đó. Để kiểm tra kỹ một lần nữa là đã mang accessory chưa đã. Cute. Bét thì mang bét nào ta? Có bét nào màu xanh không? Không có con bét nào hợp hết trơn á. Lấy con mèo vua đi. Bây giờ thì mình vào video nha. Chắc Linh sẽ chơi custom. Tại vì thường thường review Linh sẽ chỉ chơi custom thôi. À ban đầu là phải mở cấu hình ca cho mọi người xem đã. Lấy sườn vũ khí cho lẹ nha. Let's go. Ngày hôm qua Linh lên gym vào buổi trưa rồi nhưng mà tại vì Linh quên không có quay video cho mọi người xem á. Mà cái trận đó nó cũng không có cái gì gọi là xuất sắc. Nó bình thường lắm mọi người ơi. Ủa sao đổi không được này? À được rồi. Let's go. Cái skin này được cái là nó bán vĩnh viễn nên là mọi người có thể tích được để mua. Hi hi hi. À hiện tại thì Gardener cũng được rework lại rồi nha mọi người. Mọi người thấy có cái vòng không? Đó. Nếu mà mọi người muốn xem chi tiết thì xem lại cái video Linh làm về Gardener mới nha. Bị ba ba quýnh nè. Nghe cái tiếng bóc nghe đã ghê á. Bể bóng. Gardener bị bể bóng. Cái gì này? Cái gì này? Trời boss mà cũng biết nhây nè. Mọi người ơi, Linh bị hai con bot nó hại. Má ơi. Một con thì nó cứ nhảy tới nhảy lui, mình không có nhà làm mình không có nhảy tường được. Một con thì nó chặn cái tấm ván lại chứ. Thiệt tình luôn á. Cái thứ bot xấu xa. Rồi xong bây giờ. Bây giờ bị ba ba dí rồi. Mẹ ơi. Mình sẽ cắt đuôi đây trời. Trời ơi, tung cú phá ghê quá men. Không tha cho luôn kìa. Dễ sợ.
Để đi chỗ nào đó xa xa để bỏ nó, rồi có gì sửa ghế nữa ha, có gì phá ghế cho mọi người xem ha. Đúng là cái bộ này nó đi đôi với nhau, nhìn nó hợp thiệt tình luôn á. Quay video review mà cứ bị dí như thế này thì làm sao mà review. Trời ơi, nó vẫn còn dí kìa mọi người ơi. Cái thứ bót gì đâu á, dai như đĩa hả? Má ơi, bây giờ mày bị bót đập gục lằn nhục lắm luôn nè. Trời, nãy giờ em kẹt nó 3 cái rồi nó chưa bỏ em nữa nè. Đó, kẹt thẳng vô mặt nó rồi đó. Cái thứ gì? Ừ, dập rồi nè. Mọi người ơi, boss nó không cho Linh review cái bộ đồ với lại cái accessory ra vậy? Nó còn dí không? Ừ, hết rồi. Sợ quá. Đây, bây giờ mới được bình thường nè. Em ma chạy muốn nát hả? Bây giờ Linh sẽ phá ghế nha. Ui, có ma, có ma. Đẹp quá à. Cái accessory này chỉ là accessory A thôi mà đẹp quá à. Nè, phá ghế mọi người xem nè. Đó, nhìn mấy con ma này giống mấy con ma ở trong Doraemon. Mấy con ma Nhật Bản á. Ma Casper. Ma Casper. 96 em. Hử? 96. Đúng không? Cái gì vậy? Lát nữa chỉnh. Chưa xong mà. Anh hai đang kêu là chỉnh cấu hình xấu cho mọi người xem. Hiện tại thì Linh đang để cấu hình đẹp. À! Thứ bót mất dạy. Nó hiêu cho đã, cái xong rồi nó bị trượt hiệu chuẩn, xong nó chạy mất tiêu rồi. Mất dạy dễ sợ. Lúc mà mọi người chạy á, nó sẽ có cái lông lá gì nó bay theo nè. Rụng lông. Rụng lông. Phải không? Con gì vậy? À, à, nhìn như con đom đóm á. Mà đom đóm màu xanh hả? Ừ, nhìn như đom đóm gì đó. Bây giờ Linh thử mở cấu hình thấp nha. Skill được sửa lại kìa. À, persona được sửa lại đó. Ừ, persona cũng được sửa lại rồi nha mọi người. Đây nè. Mình sẽ nhìn thấy cái máy gần nhất trong vòng 18 mét á. Ừ. Cái skill mà được sửa đổi này là cái skill đầu tiên của cái nhánh 3 giờ. Ừ. Đầu có chim luôn rồi. Bây giờ Linh thử mở cấu hình thấp nha. Uầy, cấu hình thấp là nhìn nó mờ. Có hình thấp là nhìn như kiểu nhìn xuyên luôn á. Ờ, mà cái skin này mà Hunter mà để cấu hình thấp là không thấy mình đâu. Còn nếu mà để cấu hình cao thì nhìn nó sáng lắm. Ờ, sáng nhất đêm nay luôn. Ờ, trời ơi. Được á. Phá rồi. Phá cấu hình thấp. Để phá cái cuối cùng nha. Để coi lúc mà mình không có mở hiệu ứng cao á thì phá ghế nó như thế nào. Mấy con ma nhìn nó cũng mờ đi nè. Nó không có được lung linh. Mọi người thấy video này như thế nào? Có gì comment phía bên dưới cho Linh biết nha. Mọi người có thích cái skin này không? Và có ý định sẽ mua nó không? Cả accessory nữa. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video. Nhớ tặng Linh một like và một subscribe nha. Bye bye.